trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê, tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Tắm này. Thế thì biến cái giường thành cái toilet luôn đi. Cả lớp trật tự. Toàn nói bậy bạ thế nhở. Không thể thế này được. Tớ không thể để lớp mình như thế này được. Sếp bị bắt cả lúc khởi động mấy vòng quanh trường đấy à? Hay là dọn sân trường? Hay là dọn vệ sinh lớp đây? Tớ chưa nghĩ ra. Là do các cậu lười vận động thôi. Hỏi những con lười 18, chỉ cần các cậu ăn ngủ đúng giờ, tập thể dục điều độ thì các cậu sẽ có một sức khỏe như lực sĩ. Ê, tôi thấy Mi là đúng đấy. Ê cái gì mày? Các cậu có biết bí quyết của tớ là gì không? Là dành cho mình mỗi sáng 45 phút. Nguyên văn là như thế này đây. 20 phút dành cho việc bôi vẽ, 20 phút để lục tung tủ quần áo, 5 phút còn lại để soi mình trước gương, đúng không? Ừ, thì đúng đấy. Thế nên tớ không bao giờ xuất hiện với bộ dạng gà dù như cậu. Tớ mà gà dù á? Ờ, thì cứ coi như là gà dù đi. Còn hơn thì con ngan dạ như cậu ý. Gì? Ngan dạ? Mới sáng ra đã thích tập thể dục à? Thôi nào, cô bảo kìa. Cả lớp, đứng. Các em ngồi xuống. Cô xin thông báo với cả lớp, tuần sau là tuần chúng ta học môn học giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng à? Các bạn nam lớp mình cố lên nhá. Không chỉ có các bạn nam mà tất cả các học sinh ở trong trường đều phải tham gia các em ạ. Đã phải dậy sớm là còn phải lăn lê bò tòi á. Chết mất, chết mất. Cô dạy luôn bọn em à? Các em yên tâm, các thầy giáo dạy quân sự sẽ hướng dẫn các em cả về lý thuyết và thực hành. Em với cô, có một bàn súng không hả cô? Các thầy sẽ hướng dẫn các em cụ thể về nội dung. Phen này các con sâu lười, tha hồ mà luyện tập nhá. Sẽ được học bắn súng đấy. Thích thế. Tớ chỉ toàn xem ở trên tivi thôi. Không biết ở ngoài thích không. Hay ho gì cái cho bắn nhau. Chỉ tổ nhức đầu thôi.
phen này chỉ khổ mấy con gà dù lấy vận động thôi. Được rồi, xem ai hơn ai nhá. Chắc chắn là điểm giáo dục quốc phòng của tớ sẽ cao hơn cậu. Cứ chờ xem. Ok. Cái gì đấy, cái gì đấy? Oh. Tên, tên. Các cậu có thấy không? Dưới bàn tay kỳ diệu của Lara thì tất cả những bộ đồng phục bộ đội thô cứng đều trở nên style hơn, đảm bảo không đụng hàng nhá. Trông thứ này mà các cậu cũng khen à? Bài tiếng trời như sắp bấm bỏ. Cậu không biết gì cả. Đây là mốt mới nhất năm nay. Dây đai rát súng. Cái gì cơ? Dây đai buộc súng á? Đi ra trận mà cầm cái này, lúc bắn hết đạn lôi ra mà bụng cổ nhau à? Thôi đi. Của cậu. Nà cậu này. Tớ xin kiếu. Đội cái này đi tập, mọi người lại tưởng bệnh điên của tớ tái phát à? Cậu chả hiểu gì về thời trang cả. Thật là không biết hình thức cái này. Đẹp thế này cơ mà. Các em chú ý, bước vào tuần tập quân sự, kỷ luật sẽ rất nghiêm. Yêu cầu tất cả nghiêm túc tuân thủ mọi nội quy. Những hành vi như đi học muộn, ăn quà vặt, nói chuyện riêng trong giờ học sẽ bị kỷ luật. Còn một điều cần lưu ý, đó là về trang phục. Yêu cầu tất cả trang phục phải gọn gàng. Nghiêm cấm không được đi giày cao gót. Tất nhiên, váy lại càng không. Tốt nhất là mặc theo mẫu sau đây. Thưa thầy, em đợi mũ này được không ạ? Thưa thầy, mũ của em có được không ạ? Cả thắt lưng nữa. Thầy đề nghị, một là các em chuẩn bị trang phục theo mẫu trên, hai là các em về nhà chơi búp bê. Được chứ? Hãy ban cho